Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Bắc Bình tổ chức triển lãm ảnh tư liệu về cuộc đời hoạt động của Bác. Với gần 50 hình ảnh đã giới thiệu đến công chúng, người xem hiểu hơn về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Qua đó thể hiện sự tôn kính và biết ơn vô hạn của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong huyện đối với Bác. Từ đó tích cực đẩy mạnh có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và lòng yêu nước cho cán bộ, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Trong khuôn khổ triển lãm, ban tổ chức còn giới thiệu các gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.